để giúp đồng bào thiểu số vùng biên giới vui xuân đón Tết được đủ đầy, ấm áp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các nhà tổ chức và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng biên giới. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình đã mang lại hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào nơi biên giới. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Truyền hình Nhân dân tại Quảng Bình. Ngoài việc thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thì còn có nhiều hoạt động sôi nổi như thi gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi thi đấu dân gian, liên hoan văn hóa văn nghệ đã thực sự tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi, tiếp thêm động lực cho con em đồng bào nơi vùng biên giới vượt khó khăn vươn lên học tập, vui Tết đón xuân trong niềm vui hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng đây là một niềm vui đem đến cho các em trong những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi và trong những ngày đón xuân mới, chắc chắn là các em sẽ được có những niềm vui hơn nữa. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt với các ngành, các cấp, đặc biệt là các cơ quan đơn vị hảo tâm để tạo ra các nguồn lực rất là phù, tạo ra cái nguồn lực tốt nhất và hiệu quả nhất để rồi là triển khai chương trình một cách là hiệu quả thiết thực trên biên giới. Lựa chọn các cái cơ quan đơn vị khó khăn, đặc biệt các cái nhà trường với các cái điểm dân bản mà còn đặc biệt khó khăn, còn thiếu thốn nhiều thì tập trung triển khai vào đó để rồi là triển khai hoạt động một cách hiệu quả thiết thực để giúp đồng bào đón cái Tết tốt lành hơn. Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới thực sự là một chương trình hết sức ý nghĩa trong những ngày giáp Tết, không chỉ mang lại không khí vui tươi nhộn nhịp nơi miền biên cương mà còn góp phần tạo sự đoàn kết quân dân trong việc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.